Hôm qua tôi kiểm tra vẫn còn, sao bây giờ mất mấy chục triệu của tôi rồi? Thà rằng á, chị mở miệng cho chị vay tôi cho chị vay. Tôi là tôi không chấp nhận những cái người mà trộm cắp trong nhà này, mà nhất là trộm đồ của tôi ghét gì đâu á. Tôi xin cô làm ơn cô kiểm tra, cô kiếm lại một lần đi, cô đừng có nói vậy tội nghiệp tôi mà. Chị đừng có nói nhiều nữa, bây giờ chị không đưa tiền ra cho tôi sẽ báo công an. Alo, có hàng mới rồi hả? Ủa khi nào vậy? Tao mới biết hôm qua luôn nè. Một chai nước hoa như vậy là tầm bảy mấy triệu luôn đó. Hơi mắc một xíu, nhưng mà vậy nó mới thể hiện được đẳng cấp của mình được. Mấy sầu lớn họ cũng đang săn lùng nè. Mày bớt nói lại đi. Cái gì chứ? Tiền á, tao đâu phải không có. Có nhiều đó thôi gì. Vậy lẹ lẹ lên nha, hết hàng là uổng lắm á. Rồi, bây giờ tao đang sẵn có tiền ở đây, tao chạy qua đưa cho mày nha. Được hết, miễn sao có tiền là được. Ok, đợi tao xíu ha. Tôi có chuyện gì không cô? Hôm qua tôi kiểm tra vẫn còn, sao bây giờ mất mấy chục triệu của tôi rồi? Tiền của cô để đâu á, làm sao tôi biết được? Sao cô lại hỏi tôi? Trong nhà này chỉ có tôi với chị thôi, chị nhẽ tiền của tôi không cánh là bay. Cô à, cô đừng có nói vậy. Tiền của cô á, cô cất rồi, có khi cô cất kỹ quá rồi cô quên á. Cô kiếm kỹ lại giùm đi. Chị bớt giùm nha, chị đừng có giả bộ trước mặt tôi. Tôi thấy mấy hôm nay cái thái độ của chị á, là tôi thấy nghi lắm rồi. Cô à, cô đừng có nói như vậy mà tội nghiệp cho tôi. Tiền của cô để đâu tôi không có biết. Từ sáng tới giờ á, tôi ở dưới bếp, tôi dọn dẹp với lại nấu ăn không mà. Tôi còn chưa lên tới phòng của cô mà. Bây giờ chị vô trong, chị lấy túi ra đây cho tôi kiểm tra coi. Cô chờ tôi chút. Để đồ của tôi đấy, cô muốn xét gì cô xét. Ủa sao lại không có là sao? Thì tôi đã nói rồi, tôi có lấy đâu mà có. Bây giờ tôi xin phép tôi đi làm được chưa? Chị đứng lại đây cho tôi, chị không có đi đâu hết á. Chị tính bỏ trốn hay sao vậy hả? Trời ơi, cô đừng có nói vậy mà. Tôi đi làm thôi, tôi đang kho nồi thịt dưới bếp rồi, chị sợ nó khét. Chị đừng có giả nai, chắc chắn là chị có đồng bọn đúng không? Chị đã nhanh chóng lấy tiền của tôi rồi đưa ra ngoài cho người ta đúng không? Chị nói đi, chị đúng như vậy không? Trời ơi, cô đừng có nói như vậy mà oan cho tôi. Tôi ở dưới quê lên đây á, tôi chỉ biết có hai vợ chồng cô cậu thôi. Tôi làm trong nhà cô, tôi đâu có biết ai đâu mà có đồng bọn cô. Tiền của cô á, tôi nói thiệt là tôi không có lấy. Cô kiếm kỹ lại đi, chứ cô đừng có nói vậy tội nghiệp tôi lắm cô ơi. Chị đừng có dài dòng, tôi biết hết cả rồi. Dạ con nghe này dì hai. Dì hai nói sao? Một căn mộ tim tới 80 triệu lần hả dì? Nhưng mà bây giờ con biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Dì à, con nhờ dì á, ráng chăm sóc nó giùm con nha. Mà dì đừng có nói cho nó biết, nó con nó lo nữa. Dạ, con ở trên đây á, con ráng con kiếm thêm công việc con làm, đủ tiền rồi con về nha dì. Mà dì ơi, nó đi học chưa vậy? Dì cho con gặp nó chút xíu đi. Chị đang cần tiền để cho con mổ tim, và 80 triệu đúng không? Thà rằng á, chị mở miệng cho chị vay tôi cho chị vay. Rồi chị thiếu tiền, biết đâu á, có khi tôi còn cho chị luôn nữa. Sao chị phải trộm cắp như vậy? Tôi là tôi không chấp nhận những cái người mà trộm cắp trong nhà này, mà nhất là trộm đồ của tôi ghét gì đâu á. Mà bây giờ tôi không quan tâm là con của chị bị bệnh tim hay bị gì hết, chị đưa tiền ra đây cho tôi. Đúng là con tôi đang bệnh nặng, tôi cần 80 triệu để mổ tim cho con tôi. Nhưng mà không vì như vậy mà tôi lấy tiền của cô đâu. Tôi nói thiệt là tiền của cô cất ở đâu tôi không có biết. Tôi không có lấy một đồng nào hết á. Cô làm thôi ơn đi. Tôi xin cô làm ơn, cô kiểm tra, cô kiếm lại một lần đi. Cô đừng có nói vậy tội nghiệp tôi mà. Chị đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ chị không đưa tiền ra cho tôi sẽ báo công an. Cô à, tôi không có lấy thiệt mà. Tôi nói tôi không lấy thiệt mà. Cô làm ơn bỏ đi. Bỏ ra đi. Chị vẫn còn già mồm đúng không? Đang cắt còn già mồm nữa. Tôi sẽ gọi điện báo công an. Được rồi, nếu như cô muốn gọi thì cô cứ gọi đi. Tiền của cô tôi nói rồi, tôi không lấy là tôi không lấy.
Cô gọi công an cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Chị thắc rồi đúng không? Có chuyện gì vậy em? Anh đứng ở dưới cửa mà anh nghe ồn ào lắm luôn á. Anh coi đó, người nhà quê của anh mang lên đây đó. Sao? Rồi mang lên đây rồi trộm cắp ở trong cái nhà này. Em đã nói với anh rồi, nếu như anh muốn thuê ô xin, anh muốn mướn ô xin á, thì anh ra mấy cái chỗ trung tâm, người ta có thân phận rõ ràng. Bây giờ anh đi mướn cái đồ nhà quê lên đây nè, trộm cắp mấy chục triệu của em rồi. Cậu Quốc à, cô bị mất tiền. Cô có hỏi mà tôi đã nói với cô là tôi không có lấy. Nhưng mà cô cứ nhất quyết cô nói tôi lấy. Tôi thề với cậu, cậu biết tính của tôi mà. Trước giờ tôi chưa bao giờ lấy của ai một cái gì hết á. Cậu phải tin tôi nha cậu Quốc. Bây giờ em bình tĩnh là nghe anh hỏi nè. Tiền đó em để ở đâu? Em đã tìm kỹ lại chưa? Thì tiền đó em để trong cái túi của em á. Em tính lấy tiền để đi mua cái chai nước hoa mới, mà bây giờ em tìm vô không thấy nữa. Túi nào? Trong cái túi này nè. Túi này em để tiền trong này nè. 70 mấy, gần 80 triệu phải không? Đúng rồi. Anh lấy nè. Ủa là... Anh thấy em bữa giờ không có đụng như số tiền đó. Anh tưởng là em bận không có thời gian để gửi ngân hàng, nên là anh đã giúp em rồi. Sao anh không nói cho em biết? Thiệt tình chứ làm ơn. Lần sau có cái chuyện gì á, mình cũng phải rõ ràng, chứ để ảnh hưởng tới chị thấy không? Chị Lành à, em thay mặt vợ em thành thật xin lỗi chị. Có một chút hiểu lầm nên là chị thông cảm bỏ qua cho vợ chồng em nha. Không có gì đâu cậu. Sự thật được sáng tỏ. Cô cậu thấy tiền rồi là tôi mừng rồi. Thôi, xin phép cô cậu tôi đi. Chị tôi biết tôi không có trách cô đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là cô là không có lòng tin với tôi như vậy á, thì mình sống với một mái nhà cũng khó lắm. Cho nên là thôi, để tôi đi là tốt hơn. Chào cô, chào cậu. Thấy chưa, hậu quả em gây ra đó. Ngồi mà nghiệm lại đi. Anh đi xin lỗi chị.